Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn món bánh ngào mật mía. Đây là món ăn quen thuộc đối với các bạn miền Trung. Đặc biệt đây còn là một trong những món ăn mang đậm nét văn hóa ẩm thực của con người xứ Nghệ. Nào bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Nguyên liệu để làm món bánh này thì các bạn chuẩn bị gồm có bột nếp, ít muối hạt, dầu ăn và không thể thiếu đó là mật mía và gừng. Đây chính là những nguyên liệu tạo nên cái hương vị đặc trưng cho món bánh ngào mật mía của người dân xứ Nghệ. Ngoài ra thì các bạn có thể chuẩn bị thêm ít vừng trắng rang thơm để rắc lên trên sau khi món bánh đã hoàn thành nhé. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu từ khâu nhào bột nha các bạn. Ở đây thì mình sử dụng 200g bột nếp, và để cho nếp đỡ bị chua và có độ dẻo dính thì mình sẽ trộn vào đây khoảng 1/5 thìa ăn cơm muối hạt và 1 thìa ăn cơm dầu ăn. Mình sẽ trộn đều và thêm nước nóng già để nhào bột. Với 200g bột nếp thì bạn dùng khoảng 120ml nước sôi nóng nha. Tuy nhiên thì khi mà dưới nước thì các bạn nên dưới từ từ thôi để mình có thể điều chỉnh được cái độ ướt của bột. Khi bột nếp ấy, nếu mà cho quá nhiều nước thì nó rất dễ bị nhão ướt đấy. Mình sẽ nhào bột thêm một lúc nữa cho bột dẻo, và đến khi thấy bột không dính tay, có nghĩa là đạt rồi, mình sẽ lấy túi bóng và mình sẽ ủ bột để bột không bị khô, và mình sẽ cho bột nghỉ trong khoảng 10 phút. Và trong lúc đợi bột nghỉ thì mình sẽ đi thái gừng. Gừng thì các bạn nạo sạch vỏ, rửa sạch, sau đó thì sẽ thái sợi. Và sau khi thái xong ấy thì mình sẽ ngâm gừng vào bát nước muối loãng để gừng nó giảm bớt cái vị hăng và cay. Mình sẽ ngâm khoảng 10 phút thì sau đó sẽ vớt ra và xả lại nước sạch ạ. Tiếp đến thì mình sẽ nặn bánh ngào. Mình sẽ nhồi lại bột để cho bột được dẻo hơn, sau đó thì sẽ nặn thành từng viên nhỏ. Bánh ngào thì các bạn có thể nặn thành hình kén này, hình quả chám hoặc là hình tròn tùy ý. Ở đây như mình làm là bánh ngào chay. Còn bánh ngào mật mía thì nó còn có loại có nhân các bạn ạ. Nghĩa là sẽ sử dụng nhân đậu xanh này, nhân lạc, nhân gừng. Có nơi thì còn làm nhân thịt quay nữa các bạn ạ. Bánh sau khi nặn xong thì mình sẽ xếp riêng ra để mang đi luộc. Với lượng bột 200g thì mình sẽ nặn được khoảng 18 đến 20 viên bánh ngào nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ cho nước vào nồi và mình sẽ nấu sôi cái nước này lên. Khi nước già sôi thì mình sẽ thả bánh vào để luộc. Và để bánh nó không bị dính đáy nồi thì thỉnh thoảng các bạn nhớ dùng đũa để khuấy nhẹ lên nha. Và mình sẽ điều chỉnh lửa ở mức sôi vừa thôi để luộc bánh mà bánh không bị nứt. Khi mà bánh ngào chín thì nó sẽ nổi lên trên, và các bạn luộc thêm khoảng 1 đến 2 phút nữa thì vớt bánh ra và ngâm vào cái bát nước để bánh không bị dính vào nhau. Và cuối cùng sẽ là bước nấu nước mật để ngào bánh. Ở đây thì mình sẽ cho vào 500ml nước, 200ml mật mía, khuấy đều và bật bếp. Sau đó mình sẽ cho gừng thái sợi vào để nấu. Nấu đến khi mà cái hỗn hợp mật này sôi thì mình sẽ giảm bớt lửa để mật nó sôi vừa thôi. Và nấu thêm khoảng 2 phút để mật có độ sánh, sau đó sẽ thả bánh vào. Khi mà cái nước mật này nó sôi trở lại thì các bạn nhớ lưu ý là mình sẽ nấu thêm khoảng hơn 1 phút. Và mình nhớ hớt bỏ bọt đi để cho cái nước mật của bánh ngào nó được trong. Và sau đó thì mình sẽ tắt bếp.
Như vậy là món bánh ngào mật mía đã hoàn thành rồi. Mình sẽ múc bánh ngào ra bát, thêm nước mật, vài lát gừng và thưởng thức lúc mà bánh còn nóng. Cái mùi mật mía ngọt thơm nó dậy lên và quyện vào cái vị gừng ấm nồng và đặc biệt là độ dẻo thơm của bột nếp. Nó khiến cho hương vị của món bánh ngào này, nếu các bạn đã thưởng thức một lần thì sẽ nhớ mãi bởi vì nó vô cùng hấp dẫn. Nếu bánh để lâu thì nó sẽ bị nguội và cứng, nhưng mà các bạn đừng lo, các bạn chỉ cần hâm nóng lại ở lửa nhỏ khoảng 10 phút thôi là bánh dẻo lại rồi. Đây là món bánh mà vô cùng thích hợp để thưởng thức vào những ngày mùa đông lạnh. Các bạn hãy lưu lại công thức và thực hiện luôn để chiêu đãi cho mọi người nhé. Và đừng quên nhấn like, subscribe để ủng hộ Cúc Béo. Ngoài ra các bạn có thể truy cập ở trang web cucbeo.com để tham khảo thêm cách làm nhiều món ăn ngon khác nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.